Xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin trong phần 3 của Cửa sổ công nghệ trên FPNC. Thưa quý vị, dù đã từng được Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhiều lần khẳng định, tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng cho thấy là bức xạ từ sóng di động gây hại đến sức khỏe con người. Nhưng đề tài này vẫn còn là câu chuyện gây tranh cãi và đầy hoài nghi trong giới khoa học. Còn đối với những nhà hoạch định chính sách và người sử dụng đầu cuối, dù ảnh hưởng hay không thì việc hạn chế tiếp xúc với sóng di động trong thời đại ngày nay thật khó khả thi. Câu chuyện ngay sau đây sẽ mang đến cho quý vị thêm một vài góc nhìn nữa. Hôm 11 tháng 5, gần 200 nhà khoa học từ 38 quốc gia trên thế giới đã cùng nhau gửi một bản kiến nghị lên Liên Hiệp Quốc, yêu cầu cơ quan này có những động thái cụ thể, tiến tới ban hành các nguyên tắc để bảo vệ sức khỏe con người trước tác động của các bức xạ điện từ được phát ra từ các thiết bị như trạm thu phát sóng di động BTS, điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng và các thiết bị không dây khác. Và nguyên nhân chính của lần kiến nghị này là có những nhà khoa học cho rằng bức xạ điện từ từ sóng di động đang gây hại đến sức khỏe con người, thậm chí là nguồn cơn của việc tỷ lệ ung thư ngày càng cao. Bất chấp Tổ chức Y tế Thế giới WHO từng có kết luận rằng phơi nhiễm trường sóng vô tuyến, các sóng phát từ máy điện thoại di động và trạm thu phát của chúng dường như không gây ra và không thúc đẩy phát triển ung thư. Ông Martin Plan, giảng viên đặc biệt đang nghỉ hưu tại Trung tâm Y tế Đại học Columbia của Mỹ, là một trong những nhà khoa học bày tỏ những nghi ngại này. Bức xạ sóng di động phá hủy các tế bào sống trong cơ thể chúng ta, làm nhiều tế bào chết sớm hơn. Các trạm phát sóng di động phủ sóng bức xạ lên con phố nơi tôi sống. Thật sự rất đáng sợ rằng bức xạ viễn thông đang làm tổn hại các ADN trong tế bào của chúng ta. Rõ ràng, nhiều nhà sinh học cũng chỉ ra sự liên quan giữa điều này với việc gia tăng của tỷ lệ mắc bệnh ung thư. Không những thế, ông Martin Plank còn cho rằng các bức xạ điện từ từ các trạm phát sóng di động còn có thể gây ra các rối loạn thần kinh, tim mạch và hô hấp. Khi mà các nhà vật lý, các kỹ sư, nhà làm chính sách và những người hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp ngồi lại với nhau để bàn thảo những quyết định về an toàn, thì chúng ta đang ở trong một tình huống mà ngày càng có nhiều bức xạ trong môi trường mà không có một sự kiểm soát rõ ràng. Và với mức cao như vậy, chúng ta đang nhận được những phản ứng sinh học, những vấn đề về y tế bắt đầu tác động đến một bộ phận người lớn hơn. Có nhà khoa học cũng cho rằng sự gia tăng của bệnh béo phì, tự kỷ hay sảy thai cũng có liên quan đến bức xạ điện từ trong môi trường. Tuy nhiên đến nay, đó vẫn là những cảnh báo hay kết luận mang tính cá nhân. Để phòng xa, các nhà khoa học khuyên người dùng hạn chế sử dụng thiết bị không dây hoặc tắt chúng đi khi không cần thiết. Song dù có tin vào tác hại của sóng di động hay không, thì khó có thể tìm được một người đồng ý với việc tắt chiếc điện thoại di động để bảo vệ sức khỏe. Một cuộc phỏng vấn ngắn trên đường phố New York là một ví dụ. Tôi nghĩ điện thoại di động là một ý tưởng tốt, đặc biệt là khi bạn đang ở trong một thành phố xa lạ. Giống như khi bạn đi qua nước khác, bạn cần có điện thoại để làm công cụ định hướng. Chúng tôi sẽ lạc nếu không có nó. Điện thoại di động rất quan trọng, dù cho nó có thể mang lại những rủi ro về mặt sức khỏe, chúng ta không thể từ bỏ việc sử dụng chúng được. Tôi đoán là nó cũng có hại vì các nhà khoa học cũng có chỉ ra tác động của sóng điện từ, nhưng điện thoại di động đã trở thành một phần của cuộc sống, không thể bỏ nó được. Nếu tôi kêu bạn bỏ dùng điện thoại di động trong một giờ, bạn nghĩ bạn sẽ chết mất vì không có nó. Theo bản kiến nghị của các nhà khoa học điện từ trường trên thế giới, Liên Hiệp Quốc, các quốc gia thành viên và Tổ chức Y tế Thế giới WHO phải có khuyến khích các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro và tiếp xúc với điện từ trường và tuyên truyền người dân về nguy cơ sức khỏe của điện từ trường từ sóng di động, đặc biệt với trẻ em và phụ nữ mang thai. Kết thúc phần 3 sẽ là những thông tin khoa học công nghệ mới được cập nhật và những thông tin tuyển dụng hữu ích trong lĩnh vực công nghệ. Thưa quý vị, phần cập nhật nhanh và thông tin tuyển dụng vừa rồi cũng đã kết thúc phần 3 của Cửa sổ công nghệ. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ có thủ thuật hướng dẫn tách ghép và đảo nội dung trong file PDF. Xin mời quý vị cùng theo dõi thủ thuật công nghệ của ngày hôm nay.
Thưa quý vị, định dạng PDF rất phổ biến với người sử dụng máy tính, nhất là với những người làm các công việc văn phòng. Tuy nhiên, có khi nào là quý vị rơi vào một tình huống, đó là chúng ta muốn tách một file, một tập tin PDF thành nhiều tập tin con, hay ghép nhập nhiều tập tin thành một file PDF duy nhất. Nếu chưa có biện pháp tối ưu, thì phần thủ thuật ngày hôm nay sẽ gửi một số cách miễn phí, an toàn và không vi phạm bản quyền để thực hiện những điều này và hơn thế nữa. Thưa quý vị, không giống như là Mac OS X, hệ điều hành Windows không cung cấp sẵn công cụ để ta có thể tiến hành các thao tác như là chia tách hay là ghép nhập những file PDF. Trường hợp chúng ta đang dùng những phiên bản trả tiền của Adobe Acrobat thì có thể tiến hành những thao tác này trên máy tính. Nếu không thì ta có thể sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Tuy nhiên, việc sử dụng các dịch vụ trực tuyến cũng không phải là tối ưu vì bằng cách này chúng ta phải tải file PDF lên mạng và rất có khả năng đó chính là trường hợp đánh cắp dữ liệu xảy ra. Và bây giờ thì Vĩnh Phúc có một giải pháp không phải dùng phần mềm trả phí và chúng ta cũng không dùng dịch vụ online. Đầu tiên là với nhu cầu chia tách file PDF. Thưa quý vị, thực ra thì với việc chia tách file PDF, những gì mà chúng ta cần là một phần mềm xem PDF và có thể in ra định dạng PDF. Như đã nói thì Adobe Acrobat Reader có thể làm việc này. Tuy nhiên, nó là một phần mềm trả phí. Một phần mềm miễn phí khác được nhiều người ưa dùng đó chính là QPDF. Và nhược điểm của QPDF là khi cài đặt, nó thường kéo theo các trendware làm cho máy tính chúng ta trở nên chậm chạp hơn, đơn cử như là Arch Toolbar. Vì vậy, nếu máy tính đang xài trình duyệt Chrome, thì tại sao chúng ta lại không tận dụng chính trình duyệt Chrome quý vị ạ? Đầu tiên, hãy mở Chrome lên. Chúng ta cần cài đặt một extension đặc biệt, truy cập vào địa chỉ chrome.google.com/webstore/category/apps. Trong khung tìm kiếm bên trên góc trái, hãy gõ là PDF Viewer để tìm kiếm. Ngay kết quả đầu tiên, hãy nhấn vào chữ Free để tải về. Bây giờ, để chia tách một file PDF cực kỳ đơn giản, hãy nắm một file PDF từ bên ngoài, bỏ vào Chrome như thế này. Sau khi file được load xong, hãy click vào biểu tượng máy in ở góc dưới bên phải. Trong giao diện điều chỉnh thiết lập in, phần Destination, hãy chọn là Save as PDF. Nếu mặc định chưa chọn định dạng này, thì quý vị có thể nhấn vào nút Change để chọn. Ở phần Page, chúng ta hãy bỏ chọn mục All và chọn mục bên dưới. Ghi cụ thể các trang mà quý vị muốn tách ra để tạo thành file PDF riêng. Cuối cùng, chúng ta nhấn vào Save, đặt tên cho file và nhấn OK để có một file PDF mới với những trang tách ra mà quý vị mong muốn. Thưa quý vị, và bây giờ nếu muốn ghép nhiều file PDF thành một thì chúng tôi có một công cụ miễn phí gửi cho tất cả quý vị. Đó chính là PDF SAM, viết tắt của PDF Split and Merge. Đây là phần mềm mã nguồn mở và miễn phí, tuy nhiên có một chút bất tiện là để dùng nó thì máy tính của quý vị phải cài đặt sẵn Java. Vì thế hãy kiểm tra lại xem máy tính của mình đã có Java chưa quý vị nha. Chúng ta vào địa chỉ sau đây để tải phần mềm này nhé. Đó là www.pdfsam.org. Sau đó chúng ta chọn nút download ở bên trên để vào phần tải về. Phần mềm chỉ nặng khoảng 15.6 MB mà thôi. Tiến hành thao tác tải về và cài đặt như thông thường. Sau đó quý vị hãy mở phần mềm lên. Nếu muốn tiến hành ghép nhiều file PDF lại với nhau thì chúng ta chọn là Merge or Extract. Nhấn vào Add để bỏ các file mình muốn gộp lại với nhau. Ở bên dưới quý vị hãy đặt tên file trong phần Browse. Để lưu file gộp thì chúng ta chỉ cần nhấn vào nút là Run ở góc phải dưới cùng và chờ chương trình xuất file là hoàn thành. Cùng với phần mềm này, quý vị có thể làm một thao tác thú vị hơn nữa là chúng ta đảo vị trí các trang PDF trong cùng một tập tin bằng cách chọn mục là Visual Reorder. Trong giao diện này, phần chúng ta hãy nhấn vào Open, chúng ta đến với load file của mình cần đảo vào vị trí các trang. Sau khi đã load xong, quý vị sẽ thấy từng trang của tập tin PDF hiện ra trên giao diện. Bây giờ để đảo vị trí các trang thì quý vị chỉ cần nắm kéo và thả các trang vào vị trí mình mong muốn. Sau khi hoàn tất, quý vị cũng hãy làm thao tác tương tự là chúng ta đặt tên cho file và nhấn vào phần Run để có thể xuất ra file mới. Thưa quý vị, và đến đây thì nếu mà quý vị có những ý kiến đóng góp thì hãy tiếp tục gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ cursorcongnghe.fbnc@gmail.com quý vị nhé. Sau đây để chúng ta cùng đến với phần cuối cùng của chương trình. Xin mời quý vị hãy xem một đoạn clip ngắn về The Vault, một dự án về công nghệ thực tế ảo biến trải nghiệm chơi game trên máy tính của chúng ta trở nên chân thực hơn bao giờ hết.
Thưa quý vị, và đoạn clip vừa rồi cũng đã kết thúc Cửa sổ công nghệ của tuần này. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị khán giả. Vĩnh Phúc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.